Thưa quý vị, sử dụng thông tin, hình ảnh cá nhân của người khác để tạo tài khoản Facebook có thể bị phạt từ 10 cho đến 20 triệu đồng. Đây là một trong những quy định đang gây chú ý tại dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ và an toàn thông tin mạng dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ và an toàn thông tin đang được bộ thông tin và truyền thông đưa ra lấy ý kiến một trong những nội dung được người dân đặc biệt quan tâm của dự thảo này là những quy định mới về trách nhiệm cá nhân khi sử dụng mạng xã hội Dự thảo đề xuất mức phạt từ 2 đến 5 triệu đồng với hành vi cung cấp thông tin không chính xác khi đăng ký thông tin cá nhân trên mạng xã hội, riêng những người cố tình lợi dụng Facebook hoặc các trang mạng xã hội khác để đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc danh dự nhân phẩm của cá nhân, đăng tải thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước, đăng tải bản đồ Việt Nam thể hiện sai chủ quyền quốc gia hoặc cung cấp các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành bị đề xuất phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Đặc biệt, mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng được đề xuất áp dụng cho hành vi sử dụng thông tin, hình ảnh cá nhân của người khác để tạo tài khoản mạng xã hội và phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với người truy cập trái phép vào tài khoản mạng xã hội của tổ chức, cá nhân khác. Như vậy, sau gần 10 năm Facebook vào Việt Nam và sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các trang mạng xã hội, Việt Nam mới có văn bản pháp lý đầu tiên quy định cụ thể về trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội đi kèm với các chế tài mạnh mẽ. Theo số liệu trong báo cáo We Are Social 2017, đến tháng 1/2017, Việt Nam đã có 46 triệu người dùng mạng xã hội Facebook, chiếm hơn 45% dân số, trong đó có đến 59% người dùng sử dụng Facebook mỗi ngày.